Người có một tình yêu bao la, đặc biệt dành cho thiếu niên, nhi đồng. Người từng nói, tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi. Hình ảnh bác bón cơm cho các em nhỏ, hình ảnh người gần gũi bên các cháu vui Tết Trung Thu giản dị mà đầm ấm yêu thương. Tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của người qua những bức thư, lời dạy, bài viết gửi đến thiếu niên, nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Thiếu Nhi, ngày khai trường, Tết Trung Thu, mãi mãi khắc sâu, trở thành tài sản vô giá đối với các thế hệ măng non Việt Nam. Sinh thời, dù luôn bận bịu với việc nước nhưng bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non, bởi theo bác chính những thế hệ này sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Bác Hồ thường có thư gửi các cháu mỗi dịp khai trường, hay Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi. Lời lẽ trong thư luôn ân cần, trìu mến, chí tình. Bác luôn nhắc thiếu nhi phải đoàn kết thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Tấm lòng của người đối với thiếu nhi được thể hiện qua những bức thư, những bài thơ mà cho đến hôm nay vẫn chan chứa tình thương yêu vô hạn. Những vần thơ của bác Hồ dành cho thiếu nhi chứa đựng tình thương yêu sâu sắc và thắm thiết. Người luôn nhắc đến trẻ em với một tình cảm trìu mến, nâng niu. Chuyện bác Hồ với thiếu nhi, bài học về chữ tín. Hồi ở Bác Bó, bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên bác chạy đến cầm tay bác thưa, bác ơi, bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé. Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói. Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào bác về bác sẽ mua tặng cháu. Nói xong bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn 2 năm sau bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói, cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là chữ tín. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.